Phượng Phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh lành lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tam Bồ Đề Kim Cố Sa Vệ Khổ Nguồn Mai Chóng Quay Về Bờ Giác. Hôm nay chính là ngày mùng 5 tháng 11 năm Nhâm Dần, đệ tử chúng con tập chư Phật tử thành tâm phúng tụng kỳ siêu cỡ tán hương linh cụ bà Hồ Kim Sa hưởng thọ 90 tuổi. Từ cần ngày mùng 2 tháng 11 năm Nhâm Dần, nguyện hương linh cụ bà nghe kinh thính pháp văn kinh tóc xỏ mai độ siêu sanh tịnh độ, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát kỳ kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xá tế hạng thất, đương hảo quang minh dĩ tự nghiêm, quy mạng lễ chi tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, hoa hiền vị lai thập phương, hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo chi tâm đảnh lễ. Nam mô ta bà giáo chỗ điều ngự bổn sư, Long Hoa giáo chỗ Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hành phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát, chỉ tôn đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi đại bi quán thế âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh tài hải chúng Bồ Tát. Kim lơ vừa bén chiên đàn ơi, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kia cường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, thân không thể hiện thiền, chân anh hương nguyện bớt liền mang cho. Nam mô hương văn cái Bồ Tát, Nam mô hương văn cái Bồ Tát, Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Án Tát Bà Ra Phật Giê Xu Đát Na Đát Tỏ Nam Mô Tất Kiết Lần Đỏ Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lâm Đà Bà Nam Mô Na Ra Cân Kỳ Hê Rị Ma Ha Bạn Sa Mê Tát Bà Tha Nậu Vô Bạn A Thệ Dẫn Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Giả Ma Phà Đạt Tổ Đát Tiệt Tha Ma Bà Lô Kỳ Lô Ra Đi Ca Ra Đi Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Bồ Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Bà xà gia đế ma ha bà xà gia đế đà ra đệ rị ni thấp bà ra giá ra giá ra ma mà phật ma ra một đế lệ hai di hai thất na thất a ra sa bà ra sa lại bà sa bà sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra tắc rị tô rô tô rô giá bồ đề giá bồ đà giá di đế rị giá na ra cần tỳ địa rị sanh ni na ba giá ma ta
tam ca vô nghệ thất bạn ra dạ ta bà ha na ra tấn kỳ ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tấn ra tâm a một thê gia ta bà ha ta bà ma ha tất đà dạ ta bà ha giả kép ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma ni tất đà dạ ta bà ha thi ba đà đa dạ ta bà ha ba lợi răng ni ra dạ ta bà ha nam mô a ra đa na ra dạ 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 nam mô a di đà bà lô để thưởng bà đa dạ ta bà an cất tiền đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha an cất tiền đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha an cất tiền đô mạng ra bà xà dạ ta bà ơi ha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ta nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cùng di thánh giáo ngượng bạch đức địa tạng từ tôn chấn kim tích vị đê quê phóng ngọc hào quang thì từ tiếp triệu hương linh cụ bà hồ kim sa hưởng thọ cụ thập thế từ càng ngày mùng 2 tháng 11 năm dần năm mai năm dần nguyện hương linh cụ bà nghe lời kiệu thỉnh quy trí phật tiền thích pháp văn kinh dĩ kỳ siêu độ vong thỉnh kinh văn bồ tát thỉnh kinh văn bồ tát áo vong thỉnh kinh văn bồ tát ba dòng tụ Phật tiền tăng chủ thiết gì báo hiếu mẫu thân lễ Phật tam bái. Niệm khai canh kể vội vội không trên pháp thẩm sâu trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe đặng kiên trì niệm nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Phật nói kinh Vô Lan Bồ Tát, ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thở nọ Thế Tôn mang trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Dường vô khám ơn giáo cả nghĩa thánh thần đạo cả mong đền, làm con yêu anh bi tiên bèn dùng quệ nhãn dưới trên kiên thần. Thấy vân mẫu xanh làm ngạ quỷ không muốn năm tiều tỷ hình hại, một liên thấy vậy bi ai biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dân từ mẫu đặng đỡ lòng tục khổ bấy lâu. Thấy con mẹ răng lo âu gái tả che đậy hổ hầu bấm an khi lòng đón khen tiền căng vô gió sợ chúng ma kết dẫn của bà. Chờ đến miệng đào quá thành than lửa đốt mà đậm đau, thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiện liên bi cảm xót thương. Nào mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ tổng hướng giải nạn. Phật nói bao rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dẫu ông thần lực nhiệm màu. Một thời anh thấy ai cầu rằng sâu, lòng yêu thảo của ông giàu lớn. Thiên vàng đồn nấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tạ ma hoại đảo bốn vì điên đương. Còn ba cõi sáu phương tu tập cũng phong phương tu tế mẹ người, muốn cho cố đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp tu tế ta còn dám nói cho mọi người thôi khỏi ách nạn, bèn kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiết thê. Phải là ngày cỡ tớ mười phương tăng đều giữ đây này, mai con năm sửa cho chạy giường nằm rèn đó cùng tao buồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch báo mậu đựng trong bình bát vọng cầu kính dân, chư đại đức mười phương thọ thật trong bãi đời sẽ được siêu thân. Lại thêm cha mẹ hiện tiện giờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. Trong trời quá phàm sẽ quá sanh thì gọi tiếng cung, người đại đang tu hình dung.
tổ giàu ở đâu cũng tu hồi về, như người thiền định sơn khe cánh điệu phiền não chân về thiền nam. Hoặc người đang vốn tọa đạo quả công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng hai nguyện quy ấn danh lâm tổng, hoặc người đang lục thông tấn pha và những hàng hiên cha thân khoan đi đồn giáo bồ tát mười phương hiến hành làm giải ở gần chúng sanh, điều trì giới đó tâm đó tình đạo đức dày chánh định cho tâm, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng bỏ lãnh bát tốt lục hòa. Người nào có sống ra vào thật đặng cúng dường tự tứ tăng thời, hiền tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thái đều nhờ ơn, tam độ khổ trắng rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Mẹ em tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường, nhớ cha mẹ bảy đời quá vạn sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Người lời tâm tố hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu không, gọt dài bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiện mới dùng phẩm Phật đàn tiền hiến dân. Khi họ dùng non an vật thờ trước vật đài qua tự bám trốn, cho tăng chú nguyện diệt dân sao rồi tự tiện mọi dùng nửa trưa, pháp cứu thế hoặc vừa nổi dơ thì một liên cùng bồ tát chớ tăng tỏ dạ vui mừng. Một liên cũng hết khóc than đau buồn, một liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếm khổ về ngã quỷ được an, một liên bạch giới phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn, lại cũng nhờ quan thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Cùng mà đổ sanh đi đổ cha mẹ còn đương lại thế, hoặc tại đời có thể đặng trăm Phật rằng lời hỏi đông đông, ta vừa muốn nói con cùng mỏi theo. Thì nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thay tự đại thần, tăng con tể tước bá quan tụng hàng lê thứ vạn dân tối cận, như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thất thế tình thân. Đến gần tháng bảy mỗi năm sau khi kiếp hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật đạo quan hệ mãi sáng sanh ba vị con căn đừng trong mình mang tinh năng đi chờ giờ tự tới chúng tăng đúng giường nắng cầu nguyện trong đường trường cò chẳng ốm đau cũng chẳng vô chi cùng cầu ở thế đồng bì lìa nói ngà quỷ sanh về nhân thiên đàn hưởng phước nhân duyên vui đẹp lại xa lệ nàng khổ cực thân môn sanh phật tử ân cần hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên thường cầu nguyện thân quyên an hảo cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ân thân phải đền lễ tu tây chí thành năm tăng mở cung dường chư phật chư tăng hay là bao đáp thù ơn sanh thành dưỡng dục sống thân mỗi đầu đệ tử phật lo âu dình dự mới phải là tịch trừ tiệm môn vừa nghe nhớ pháp lam bồn môn sanh cứ chúng thầy đồng hỷ quan một liên với bốn ban phật tử nguyện một lòng tính sự phụng hành. Trước là cả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loại. Nam mô đại hiếu một kiện liên bồ tát, nam mô đại hiếu một kiện liên bồ tát, nam mô đại hiếu một kiện liên bồ tát. A ha bát nhã ba la mật đa tông kinh quán tự tại bồ tát hành thông, bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ ứng giai thông độ nhận thiên hồn anh sa la tử sắc bất dị không không bất dị sẵn sa tất thị không không sẵn tất thị sắc khó tu hành được nhiều không nhau thị sa lời tử thị chơ bát chẳng có bất sanh bất diệt bất đau bất tịnh bất tham bất giảm thị cố không trung ứng hành thất vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh nại trí vô lậu tử diệt vô lậu tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc chỉ vô sở đắc vô bồ đề tăng nó y bát nhã ba la mật đa cô tam vô quái ngại vô quái ngại cô vô hồ khủng bố viễn ly bằng đường khô khăn lý bàn tam thế chân mật y bát nhã ba la mật đa cô đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề
cổ tri bán nhã ba la mật đa thị đại thần chỗ thì đại thánh chỗ thiện vô thượng chỗ thiện vô đẳng đẳng chỗ năng trợ nhất thiết hội chân thiện pháp hư có thế bát nhã ba la mật đa chỗ thức thiết chỗ vi tê tê và ê tê và là tầng ê tê bộ đề tát và ha nam mô a di đà và dạ đa tha dạ đa dạ đa đi dạ tha a di rị đô và tỳ a di rị đa tất tam và tỳ a di rị đa tỳ ca lam đê a di rị đa tỳ ca lam ta di ni đa thì ca lam đê di ni đa thì ca lam đa đa di ni già già a chỉ đa ca lê tam ba nam mô a di đà và già đa tha già đa già đa đề già tha a di rị đô ba tề a di rị đa tất nam ba tề a di rị đa tề ca lam đê a di rị đa tề ca lam đa già di ni già già a chỉ đa ca lê ta ba ơi ha quy mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành an bà hồ kim sa ai sanh ma nguyện vạn sanh đi cuối sanh đức từ bi tiếp độ tây phương cực là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi họ hàng đối thường thì Ngài không còn hảo quán trước liền. Biết bao hương đức nhân duyên đã về cực lạc còn miền hảo chi. Cũng chẳng về đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi ở đâu thấm phật diệt tội chân ngôn li bà đế cậu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tề lê nệ đế ma và đế trăng lâm càng đế ta bà ha li bà đế cậu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tề lê nệ đế ma ha và đế trăng lâm càng đế ta bà li bà đế cậu ha đế đà ra ni đế ni ha chân lên càng đế ta bà ơi ha phúng kinh cầu siêu công đức hộ thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng vô nguyện pháp giới chơi chúng sanh tóc quảng vô lượng quang phật sanh nguyện điểm phán chúng từ biển đảo nguyện đắc trí huệ chân minh liệu bộ nguyện đội chân bất tiêu trừ thái thái thừa hành bồ tát đạo nguyện khắp tay con tình độ trung liên qua di phụ mẫu qua khai kiến phật ngộ vô sanh bóng thối bồ tát quy bàn đỡ nguyện dị thử công đức võ cạp ơn nhân thiên nhà đang giữ chúng sanh giai công thành phật ca đạo nam mô a di đà phật phục nguyện quan âm thị hiển thiết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh tầm thanh cứu khổ hiện tiền vị thổ đồng âm phúng tôn đại thừa vu lan bồ tháp bảo tôn kinh tập niệm phật ca công đức hội hướng tây phương trang nghiêm tịnh đồ thượng báo tứ trọng âm hạ tế tam đồ khổ cập kỳ nguyện kỳ siêu trợ tán hương linh cụ bà hộ kim sa quan sanh quý dậu niên hưởng thọ 90 tuổi từ trần ngày mùng 2 tháng 11 nhâm dần niên
nguyện hương linh cụ bà nghe kinh thánh pháp vân kinh tóc xỏ mê độ siêu sanh tịnh độ căn ký đẳng đẳng tan gia hiếu quý nam nữ tử tôn bình an lợi lạc xuân đa kiết khánh hạ bảo bình an thu tống tâm tai đông minh báo khúc nhất thành thượng đạo vạn tội văn tê nguyện hương linh cụ bà hộ kim sa đắc tịnh độ cơ siêu cầu tăng gia hiếu quý nam nữ tử tôn bình an lợi lạc phổ nguyện cả trăm họ võ tà quy cánh suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm bao nhiêu phước thiện con cháu thay thải nên làm tất cả chúng sanh đều trọn thành phật đạo nam mô hương linh tự quy y phật đường nguyện chúng sanh thề giải đại đạo pháp vô thượng tâm hương linh tự quy y pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải hương linh tự quy y tăng đường nguyện chúng sanh thống lý vô ngại dân kinh dĩ mãn hội nghệ linh sàng phong linh an tọa linh tự tại phật tiền bồ tát linh tự tại phật tiền bồ tát linh tự tại phật tiền bồ tát ma ha ta tiêu diêu chân thế giới khoai lạc bảo liên đài hiệp trưởng thế tôn tiền nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ ma ha tát trong tổ phật tiện tăng chủ thiết dị hương linh lễ phật tam bái cõi thân lệ hương linh tam bái bình thân giai quỳ dĩ thử vong linh thân kiệu thỉnh vong linh bất muội diệu văn cây ngưỡng bằng tam bảo lực gia cây nam mô vân lai tập bồ tát nam mô vân lai tập bồ tát nam mô vân lai tập bồ tát ma ha ta nam mô bát nhã hội thượng phật bồ tát nam mô bát nhã hội thượng phật bồ tát nam mô ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hạnh thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ uẩn giai không độ nhật thiên phổ ách xa lợi tử sắc bất dị không không từ hành thân về vọng như thị xa lợi tử thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất gia thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng
ấp vô nhị nhi tỷ thiệt thân ý vô sát thanh hương vị xấu phật được nhà thi vô ý thức giới vô vô minh dị vô minh tầng nãi trí vô đạo tử dị vô đạo tử tầng vô khổ tập diệt đạo vô ký dị vô đắc chỉ vô sở đắc cố bồ đề tam tỏ y bát nhã ba la mật ta cố tâm vô quái ngại cố vô niết bàn tam thế chân phật y bát nhã ba la mật ta cố đắc a nậu ta la tam miệu tam bồ đề cố kỳ bát nhã ba la mật ta thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đẳng đẳng chú năng trợ nhân thiên phổ chân thiện pháp hư quy tê tê bà la y tê bà la tăng y tê bồ đề tát bà hai y tê bà la y tê bà la tăng y tê bồ đề tát bà hai y tê bà la tăng y tê bồ đề tát bà ơi ha lễ tiến trà chân sơ tân điểm ca hiến ca hiến trà khỏi thân lễ hương linh nhị bái bình thân giai quỳ nam mô cam lộ vương bồ tát ca nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô ma tát hương hoa thỉnh hương hoa đăng nhất tâm phụng thỉnh nam mô minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn cố bạc minh đồ đại nguyện địa tạng vương bồ tát tiếp triệu phục quỳ vong chánh độ hiển linh tánh danh cụ bà hồ kim sa hưởng hưởng thọ 90 tuổi từ trần mùng 2 tháng 11 nhâm dần niên nguyện hương linh cụ bà nghe kinh thính pháp văn kinh tóc xỏ mê đồ siêu sanh tịnh độ nam mô an bảo tọa bồ tát nam mô an bảo tọa bồ tát nam mô ma ha ta tan chỗ kỳ thiền cúc cung khải phạm tấn vạn một mảnh hương linh xa chơi dị lộ năm canh trường mộng chảnh nổi thâm tình đò âm dương qua lại ti thường sống cái cảnh biệt ly khó lấp chữ ân nghĩa nặng nề là thế xuôi nên câu báo đáp hằng ghi gấp đồ ăn cơm xới dâng lên để thầm tỏ nỗi niềm nhớ tưởng hương linh thọ hưởng chứng giám lòng thành hỡi ơi đây bát cơm đầy nặng ước mong ơi mẹ ơi đây ngọc với đây lòng đây tình còn động trong thương nhớ đây ơn nghĩa sanh thành chúng con chưa trả xong bạch ngọc gia truyền uy diệu pháp quỳnh kim điện thượng lễ Như Lai hai tay con bưng bát cơm nguyện dâng hồn mẹ chứng giám lòng thành hiến vạn khởi thân lễ hương linh tam bái giáo hữu biên thực biên thị chờ ngôn cẩn đương kỳ tụng nam mô tát phà đát tha nga đa phà lò chỉ đáng tam bạc ra tam bạc ra hậu nam mô tát phà đát tha nga đa phà lò chỉ đáng tam bạc ra phà lò chỉ đáng tam bạc ra hậu nam mô tô rô bà gia tát tha nga đa gia tát tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô ta bà ha nam mô tô rô bà gia bát ra tô rô ta bà ha nam mô tô rô bà gia tha nga án tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô ta bà ơi ha án nga nga nẵng tam bà phạo việt nhật ra hồng án nga nga nẵng tam bà phạo việt nhật ra hồng việt nhật ra hồng sắc thanh hương vị biến hư không di nguyện hương linh giai bảo mãn nam mô mỹ hương cai bồ tát nam mô mỹ hương cai
ngộ ma ta ca lễ tiếng trà châm nhị tần. Điểm trà tấn trà hiến trà khởi thân lễ hương linh nhị bái bình thân giai quỳ nam mô cam lồ vương bồ nam mô cam lồ vương bồ tát nam mô ta bạc nhập thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa đề dạ tha a di rị đô bà tỳ a di rị đa tất tam bà tỳ a di rị đa dạ di nị dạ dạ na chỉ ra ca lệ ta bà a nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa đề dạ tha a di rị đô bà tỳ a di rị đa tất tam bà tỳ a di rị đa Ni ca lăng đa dạ di đi dạ dạ na chỉ ra ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà dạ na tha dạ đa dạ đa đi dạ tha a di rị đô ba tề a di rị đa tất ta bà tề. Ni ca lăng đa dạ di đi dạ dạ na chỉ ra ca lệ ta bà ơi ha nguyện giai bảo mạng xả sang tham tóc thoát ô minh tam bảo pháp bồ đề cố canh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết hương linh tòng pháp thật cúng cơm sự tấn hoàng mãn công đức thụ thánh hạnh vô biên còn nguyện ba giới chư chúng sanh tóc bảo vô lượng quang Phật xá nguyện tiêu tan chướng trần phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cổ phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh tất thôi bồ tát phi bàn lỡ nguyện dị thử công đức phổ cập ơn nhất thiết ngà đàn giữ hương linh giai công thành phật đạo nam mô a di đà phật hồn siêu nơi cõi tịnh nghiệp dứt dốt trần ai vong sen chính phẩm vừa khai phật bèn thọ ký cho ngay nhất thừa cầu xin chư Phật sớm đưa hồn về cực lạc xa xưa pháp màu phục nguyện kiên quỳ kỳ siêu phong chánh độ hiển linh tánh danh cụ bà Hồ Kim Sa hưởng thọ 90 tuổi từ trần ngày mùng 2 tháng 11 nhâm dần niên nguyện hương linh cụ bà nghe kinh thính pháp văn kinh tóc xỏ mê độ siêu sanh tịnh độ nhất thành thượng đạo vạn tội văn tê nguyện hương linh cụ bà Hồ Kim Sa đắc tịnh độ cơ siêu cầu tam gia hiếu quý nam nữ tử tôn bình an lợi lạc âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình tề thành Phật ca đạo nam mô tiểu diêu chân thế giới khoái lạc bảo liên đài hiệp chưởng thế tôn tiền như lai thần thọ ký nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô ma ta tăng chủ lễ tiếng trà châm bảo điểm trà tấn trà hiến trà khởi thân lễ hương linh tất tứ thuận thật trùng lá phận thật trùng hàng đầu sáng lấy mắt được
lạc quốc độ hữu thân bảo trì bá công đức thủy xuống hàng kỳ trung kỳ đại thuận dị kiếm sa vô điệp đại đạo kiếm ngăn lưu ly diệu ương tiết xa lợi pháp cực lạc quốc độ thần tụ như thủy công đức giang nghiêm hữu xa lợi pháp bị phạm quốc độ thường tác thiên nhà quỳnh kim di đệ chủ dạ lục ngồi chú thiên mạng đà la qua kỳ độ chúng phân thương trực thầy hoàng báu bổn quốc phạm được các kinh hành xa lợi pháp cực là quốc độ thành tụ như thị công cao đường ở thiên nhà quỳnh kim di đệ chủ dạ lục thầy đến qua nhà kim hồ xa lợi pháp độ chúng tần bộ số kỳ số thập đa huy tỷ toàn số xã nan chi chi đảng cả vị vô lượng vô biên na tân phi quyết khá lợi pháp chúng sanh gian giả ơn đơn pháp nguyện nguyện sanh bị quốc sở dĩ giả hà đắc giữ như thị chư tọa luyện nhân cơ hội nhất sư xá lợi pháp bất khả thị thiểu thiện căn cương đức nhân duyên đắc sanh bị quốc xá lợi pháp nhờ khổ thuyền nam tử thuyền nữ nhân dân thuyết a di đà phật chất gì danh hiệu nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời a di đà phật dự như tâm chúc thiện bài vì tiền mỹ nhân chung thời tam bán biên đạo tinh mang vàng sanh a di đà phật cực lạc quân đồ xá lợi thân ngã kim thì đời cổ thiên thờ ngọn nhờ khổ chấm sanh văn thì thiết già ứng đương ba nguyên chánh bị quốc đồ xa lợi pháp ngã kim gia phát quán a di đà phật bát hà tử nghi tập đức chi lời động phương duy hồ a xúc bề phật tu di thương phật đại tu di mà tu di quan bền nhiều ăn phật nhớ thì đặng hành mà xa xót chớ phật cơ kỳ quốc sức quán trường thuyền phương biến phú tam thiên đại thuyền mấy giới thuyết thành thuyền ngôn như đàn chúng sanh đơn kinh thị trung tăng bất khả tư nghị công đức nhất thiết cư phật có hộ niệm kinh khá lợi pháp nam phương đế giới hộ nhật nguyệt tăng phật danh văn quang phật đại diện kim hợp tu di đăng phật vô lượng tinh tấn phật như thủy đắng hàng hà xa số chư phật các cư kỳ quốc sức quán trường tuyệt tương biến phu tam thiên đại liên lấy giới thuyết thành thiện ngôn như đang chúng tam đơn kinh thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thuyết chư phật có hộ niệm kinh xa lợi pháp tây phương thấy giới hữu vô lượng phật lượng tương phật có lượng đàn phật đại quan phật đại minh phật bảo tôn phật tịnh quan phật nhớ thì đăng hạnh mà xa xấu chớ phật ca cơ kỳ quả sinh quan trường thì tưởng biết phẫu tam thi đại thiên đại giới thiết thành đi ngôn như đăng dân sanh đường định thì sơn tan bất khả tư nghi cảm đức nhân thi chư phật sở hữu niệm kinh xa lợi pháp, con thế giới hù diện kiện phật tối âm mà mang đờ phật nhận sanh phật vận minh phật nhớ thi đăng hằng hà xa số chư phật ca cơ kỳ quan sắc quán trường mê tưởng biến báo tam thiên đại thiên đế giới thiết thành đi ngôn như đăng trong sanh đường định thị sơn tan bất khả tử nghi cẩm đức nhất thiết chư phật sở hữu niệm kinh xá lợi pháp hạ phương thế giới hồ sư tự phật danh văn phật danh quan phật đạt ta phật pháp chàng phật kỳ pháp phật như thị đăng hằng hà xa số chư phật các cư kỳ quốc sức quan trường thuyền cương biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiện ngôn như đăng chúng sanh đương tính thị xưng tăng bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sở hộ niệm kinh khá lợi pháp thượng phương thế giới hộ phàm âm phật tu dương phật
hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diện kim Phật, tập sắc bảo hoa nghiêm vân Phật, ba la thọ vương Phật, bảo hoa đức Phật, kim nhất thiết nghĩa Phật, như tu di sơn Phật, như về đăng hạng hà sa số chư Phật, các cư kỳ quốc sắc hoàng thượng biệt thượng tiên cấu thanh thiên đại thiên đại giới thiên thành đi ngô kẻ đàn dẫn thanh đường linh đi dẫn ta chị thư thiện nam tử thiện nữ nhân gia di nhất thiết chư Phật chi xó hộ niệm giai đắc bắc khói kiện ư a nầu la la tam hiệu tam bồ đề thị cô xa lợi phất như đẳng giai đương tinh thọ ngã ngự cặp chư Phật tở tuyết xa lợi phất dược hữu nhân dĩ pháp nguyện kim pháp nguyện dục sanh a di đà Phật quốc giả thị chư nhân đẳng giai đắc bất khối chuyện ư a nầu la la tam hiệu tam bồ đề ư vị quốc độ nhờ chị sanh nhờ kiệt nhờ cương thị cao xa lợi pháp thiện nam từ thiện nữ nhân ba khổ tinh già hưởng đương phát nguyện sanh bị quốc độ sắc tội phật nhớ nhà kính già dưỡng tan ma cả tân cơ nghị cấm đất nghi đau thật tặng diệt dân bản bó khả tơ nghị cấm đức ác thị nôn đăng ca mau ni bọt ta ni thần nam ni hồ chi sơ nàng ơ ta bà quân đồ ngũ trượt ác phê kiếm chờ phiền não trượt chúng sanh chờ mang trượt chung đất a nầu la la tam hiệu tam bồ đề vì chư chúng sanh thiết thị nhất thiết thế gian nạn tính chi pháp xa lợi pháp đương chi ngã ơn ngự trường an thế hành thử nan sự đắc a nầu la la tam hiệu tam bồ đề vì nhất thiết thế gian nạn tính nam tính chi pháp vị vi thầm nam phật thiết thự kinh vị xa lợi pháp cặp chư tùy theo nhất thiết thế gian thiên nhân a tu la đặng quan phật sở thiết quan hỷ tính thọ tác lễ nghi thứ phật thuyết a di đà kinh. Tây phương giáo chủ tịnh độ lăng tự thập ma quyền đo chúng sanh pháp nguyện thệ quảng tâm tượng mạnh tượng sanh đồng hoa biểu liên thành nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát ta chi tâm đảnh lễ ơi nam mô an dưỡng phật cực lạc giới di đà hội vô lượng quang như lai chi tâm đảnh lễ ơi nam mô an dưỡng phật cực lạc giới di đà hội vô lượng quang như lai chi tâm đảnh lễ nam mô an dưỡng phật cực lạc giới di đà đại hội vô ngại quang như lai chi tâm đảnh lễ nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội vô đối quang như lai chi tâm đảnh lễ nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội diệm vương quang như lai chi tâm đảnh lễ nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội thanh tịnh quang như lai chi tâm đảnh chi
hành lễ Nam Mô An Dương Cực Lạc Giới Di Đà, hội Quang Hỷ Quang Như Lai. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô An Dương Cực Lạc Giới Di Đà, hội Đại Trí Huệ Quang Như Lai. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà, hải hội Nam Tư Quan Như Lai. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà, hải hội Bất Đoạn Quan Như Lai. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà, hải hội Vô Sức Quan Như Lai. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà, hải hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Diệt đạo vô chí, diệt vô đắc dĩ, vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Võ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cô Tam Vô Quái Ngại, vô quái ngại cố vô hữu cùng bồ viễn ly điên đảo mộng đường thu canh niết bàn tam đế vô Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cô Đắng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cố chi Bát Nhã Ba Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Tượng Chú Thị Vô Đằng Đẳng Chú Nam Trừ Nhẫn Thiết Vô Chân Thiết Tân Hư Vô Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Quyết Chú Quyết Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tân Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tân Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Vạn Sanh Tịnh Độ Thần Chú Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Ba Đa Dạ Đa Dạ Đa Điệp Dạ Ma A Di Đà Đa Ba Tì A Di Đà Đa Ba Đa Ba Tì A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đê A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ A Di Đà Ca Lê Ta Ba Nam mô A Di Đà Bà Dạ Ra Ra Dạ Ra Dạ Ra Biệt Dạ Ma A Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đà Đa Tất Nam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Na Ca Lệ Ta Ba Nam mô A Di Đà Bà Dạ Ra Ra Dạ Ra Dạ Ra Biệt Dạ Ra A Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đà Đa Tất Nam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Na Ca Lệ Ta Ba A Di Đà Phật Thân Kim Sanh Tượng Hào Quang Minh Vô Đằng Luân Mạnh Hào Quyền Chuyện Ngộ Tô Di Hàm Một Trần Thánh Tử Đại Hài
Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cổ phẩm màm linh đăng bị ngàn. Quy mạng lệ A-di-đà Phật, ở hương Tây thế giới an lành. Hương linh cổ bà hộ kim sa đại sinh, bát nguyện vạn sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, giải nguyện được bình an hạnh phúc. Phổ nguyện chào con sung túc dâu rể quang vinh, trên dưới một nhà chân thuận dưới hòa, bốn mùa tam tiết được bình an lợi lạc. Tự tôn phát đạt con cháu an lành, học tài thi đồ, gia khuyên mọi người mọi chỗ hưởng được phước duyên. Năm nghiệp trung mùa mùa mai ban đắp, việc vì cùng thuận việc vì cùng xuân, hưởng phước vuông tròn đồng ngõ vô sanh đồng niệm Di Đà. Tất cả chúng sanh hữu tình vô tình đều trốn thành Phật A Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện nhân linh cụ bà hồ thị sa, tự quy y Phật đã đương nguyện chúng sanh thể dạy đại đạo pháp vô thượng tâm. Nguyện nhân linh cụ bà hồ kim sa, tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thông nhập kinh tạng trí huệ như hài tròn. Nguyện nhân linh cụ bà hồ kim sa, tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng mà nhất thiết vô ngại. Thất Phật vì tội chân ngôn ly bà đệ cầu a đê đà ra ni đê ni ha ra đê tuệ lê này đệ ma ha già đệ chân ngăn nàng đệ ta bà ha ly bà đê cầu a đê đà ra ni đê ni ha ra đê tuệ này đệ ma ha già đệ chân ngăn cần đệ ta bà ha ly bà đê cầu a đê đà ra ni lai thân thọ ký. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả hương linh và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh văn gì mà hương linh xin bài tạ từ Bồ A Di Đà. Hồi nghe linh xà
phải qua mặt, qua mặt mang đạo chúng sanh quy tịnh độ chi lạc ban tiếp tổ hương hồn cụ bà hồ kim sa hưởng thọ 90 tuổi tưởng ưu ngày mùng 2 tháng 11 năm Nhâm Dần hương hồn lai phú đạo tràng chi hội. Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tiếp dẫn hương hương hồn ngũ hòa hồ kiến sa bận thọ 90 tuổi tự ưu ngày mùng 2 tháng 11 năm Nhâm Dần lai phú tiền phú vị lượng thỉnh pháp văn kinh thọ tài hưởng thực siêu sanh tịnh độ kiền thiền kiến chủ thành tâm khải phạn gian khó của cuộc đời mẹ chẳng một lời than van dù gian khổ bàn tay mẹ yêu như có phép nhiệm màu mẹ luôn xoa dịu